Siêu phẩm mới nhất, hot nhất, máy băm cỏ 6TA, sự lựa chọn hàng đầu cho các hộ nông dân chăn nuôi gia súc. Xin kính chào quý vị và bà con, và ở video ngày hôm nay, Hồng Nga sẽ mang tới cho bà con một siêu phẩm mới nhất do công ty Bình Minh trực tiếp chế tạo và sản xuất, đó chính là dòng máy băm cỏ 6TA. Tốc độ băm nhỏ nguyên liệu siêu nhanh, giúp bà con tiết kiệm thời gian, công sức mà mang lại hiệu quả năng suất cao cho bà con. Vậy thì ngay bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu tìm hiểu về máy nào. Máy giúp bà con băm nhanh, băm nhỏ các loại thân cây ngô, thân cây sắn, cỏ voi, rau bèo, mía, làm thức ăn xanh trực tiếp cho vật nuôi ăn ngay hoặc làm thức ăn ủ chua lên men, bảo quản được nguồn thức ăn cho vật nuôi lâu dài. Và ở video ngày hôm nay, kỹ thuật viên đã chuẩn bị nguyên liệu cỏ voi để sử dụng máy băm cỏ 6TA cho bà con dễ dàng hình dung về máy hơn. Với phương châm chất lượng hơn số lượng, các loại máy móc của công ty Bình Minh đều được trải qua các khâu kiểm tra kỹ thuật kỹ lưỡng trước khi đến tay bà con, nhằm mang đến bà con sự phục vụ tốt nhất, hài lòng nhất. Máy có thiết kế hiện đại, được làm bằng chất liệu tôn dày 3 ly, đem lại tuổi thọ cao và bền bỉ cho máy. Thiết kế máy nhỏ gọn, chiều dài 117cm, chiều rộng 20cm, chiều cao 79cm. Và để cho bà con có thể di chuyển máy tới nơi làm việc một cách dễ dàng, công ty Bình Minh đã thiết kế và lắp đặt thêm cho máy 4 bánh xe. Toàn nạp có kích thước chiều rộng lên tới 40cm, chiều dài 48cm, có thể đưa được 8 cây cỏ voi, có đường kính từ 1 đến 2cm và buồng nguyên liệu để băm cùng một lúc. Máy băm cỏ 6TA được lắp đặt động cơ 3kW, sử dụng nguồn điện gia đình 220V, thích hợp với tất cả các hộ nông dân. Tốc độ vòng quay của motor là 1450 vòng trên 1 phút, cho năng suất từ 400 đến 500 kg trên 1 giờ. Và bây giờ, kỹ thuật viên sẽ tháo buồng làm việc ra để bà con có thể quan sát kỹ hơn buồng làm việc của máy. Buồng băm nguyên liệu của máy được trang bị 4 dao thái to làm bằng thép dày dặn, có độ dày lên tới 7 ly. Dao có chiều dài 18cm và chiều rộng 7cm, giúp băm nhanh, băm nhỏ nguyên liệu một cách nhanh chóng. Dòng máy 6TA là sự lựa chọn hàng đầu đối với các trang trại chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ bởi tốc độ băm nguyên liệu siêu nhanh, giúp bà con tiết kiệm được lượng nhân công lao động đáng kể. Khi mua máy móc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh có địa chỉ tại 249 Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, bà con sẽ được đảm bảo mua hàng chính hãng, được hưởng các chính sách cực kỳ ưu đãi như một món quà nhỏ thay lời cảm ơn từ công ty đến bà con, bao gồm mua giá gốc tại xưởng không qua khâu trung gian, máy móc được bảo hành tại xưởng lên tới 6 tháng và được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật miễn phí trọn đời. Rất nhiều ưu đãi hấp dẫn đang chờ đợi bà con khi mua máy tại công ty Bình Minh. Vậy bà con còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay nhấc máy, gọi ngay cho chúng tôi để sở hữu ngay cho mình siêu phẩm này. Mọi thắc mắc cần được tư vấn giải đáp, bà con hãy gọi ngay tới số hotline được hiển thị ở dưới màn hình. Ngọc Nga xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo.